Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Tiếp tục con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cặp kỳ duyên gin màu hồng phấn ba lớp. Cây này tàn tròn cho cô chú anh chị mình ha. Tàn dù nha. Cây này đang nằm chậu sành, đang nằm trên chậu mũ, cái hoành chậu là 57 ha cô chú anh chị mình. Đó, bông kỳ duyên gin đặc điểm con cái là nó có bông từ dưới gốc đi lên luôn nha cô chú anh chị mình nha. Qua nở quanh năm cô chú anh chị mình chơi rất là thích luôn nha, mình ngắm qua được thường xuyên nha. Đó, bông nó nở từ dưới gốc lên. Và cây này là củ to lắm rồi nha cô chú anh chị mình nha. Về mình chơi chừng 2 tháng 3 tháng là mình có thể sang qua chậu sành 60 nha cô chú anh chị mình nha. Đó, mình trồng nay tới Tết là cây này nó sẽ bự tàn, củ bự lên nha cô chú anh chị mình nha. Thì duyên đặc điểm thì nó rất là nhanh bự nha cô chú anh chị mình. Đó, mình trồng chừng vài tháng, một năm là mình thấy nó khác liền à. Đó, cặp kỳ duyên này rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Cây số 1 nha. Cây số 1 nè, bộ tàn rất tròn nha cô chú anh chị mình ha. Bộ tàn tròn và nhiều bông nha. Đó, kỳ duyên của con đợt này nó đang gỗ bông từ hôm Tết tới giờ nha cô chú anh chị mình ha. Đó, củ thì nó đã bự qua tới bên đây rồi nhưng mà con không có mô lên nha cô chú anh chị mình. Con không có mồi lên nha. Đó, con để trồng âm củ, cho cây nó phát tốt nha cô chú anh chị mình nha. Đó, bông màu kỳ duyên gin màu hồng phấn ba lớp mà cây nó tốt thì nó cái hoa, sai hoa của nó to như gì nè nha cô chú anh chị mình. Đó, cây phát triển tốt thì sai hoa rất to nha. Đó, cây số 1 nha. Rồi, con qua cây số 2 nha cô chú anh chị mình nha. Đó, cây số 2 nó cũng đang còn bông lát đát đó cô chú anh chị mình ha, đang cho nụ. Và củ cũng rất là to luôn rồi. Đó, cây nằm chậu hoành là 57 nha cô chú anh chị mình. Củ khá là bự luôn rồi nha cô chú anh chị mình nha. Cái lô này con bán là hai cây giá 900.000 nha cô chú anh chị mình. Nếu cô chú anh chị mình nhận ở trình xe Tô Châu được á, thì con ship nguyên chậu, còn không thì con nhổ cây ra nha cô chú anh chị mình nha. Hoặc con sang chậu mũ cho cô chú anh chị mình. Con sang chậu mũ ra về cô chú anh chị mình trồng lại vẫn được. Nó có rụng vài lá nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cặp này rất là đẹp luôn, tán tàn rất đẹp nha cô chú anh chị mình nha. Đó, củ thì bự rồi, cô chú anh chị mình về chơi vài tháng nó sang qua chậu sành 60 để trước sân nhà rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, cây này, cặp này con bán giá 900.000, cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con nha. Con cảm ơn cô chú anh chị mình đã lắng nghe hết video của con. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo.